mình đã vừa test xong cây đàn bầu cho chú Bình rồi. Ok, bây giờ mình xin test một cây đàn bầu nữa cho chú khách hàng, chú tên là Bình ở Quảng Bình. Chú Bình có đặt của cháu, bên cháu một cây đàn bầu có lắp sẵn âm ly với cả loa ở trong đàn. Thì cái loa thì nó ở trong đàn bầu này sẵn rồi, nên là chú chỉ cần vặn to cái nút volume của cái đàn này lên là chơi được thôi. Bây giờ cháu sẽ thử âm cho chú một đoạn. Bây giờ cháu sẽ chơi một bài nhạc vàng.